trở lấy con thuyền tình yêu của mình cập bến bờ hạnh phúc. Và đó cũng là lý do toàn thành phố Huế chúng ta cùng nhau được có mặt đông đủ để đây để được chúc mừng. Và thời khắc này đây, không để quý vị đợi lâu thêm một phút giây nào nữa, chúng ta sẽ cho kính mời toàn thể hội trường chúng ta sẽ cùng hướng ánh nhìn của mình về với cánh cổng hoa. Và thêm quan trọng có cái tay thật lớn có thể nhận được cùng chào đón đôi bạn trẻ của chúng ta. Vâng, xin mời cô dâu Ánh Tuyết, chủ diện mạnh đoàn hãy đặt lên nụ cười hạnh phúc nhất của nắm chặt tay nhau di chuyển lên sân khấu tình yêu được làm lễ ra mắt toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Xin đầu những tràng pháo với thân lớn của toàn thể quý vị nâng niu bước chân cô dâu và chú rể lên sân khấu tình yêu. Vâng, xin được cảm ơn những tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị rất nhiều. Và kết thúc toàn thể quý vị, đúng là dựng vợ cả chồng cho con cái là trách nhiệm, là bổn phận, cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của các bậc làm cha làm mẹ. Và ngày vui và hạnh phúc trọn đại của đôi bạn trẻ chúng ta đây sẽ là sự trọn vẹn và có ý nghĩa hơn khi có sự chứng kiến và dìu dắt của các đấng sinh thành. Và tiếp theo sau đây, chúng tôi sẽ là trân trọng kính mời bước lên sân khấu về phía đại diện gia đình nhà gái. Xin mời bố là Lò Văn Phương, mẹ là Cà Thị Sơn sẽ cùng vui mừng nắm chặt tay nhau di chuyển lên sân khấu tình yêu diện kiến toàn thể quý vị. Xin là trân trọng kính mời. Một lời kết nghĩa tình thông gia với gia đình nhà gái chúng tôi. Xin trân trọng kính mời các bác đại diện cho gia đình nhà trai. Xin mời bố là Cà Văn Thanh, mẹ là Tòng Thị Thương cũng sẽ cùng vui mừng nắm chặt tay nhau di chuyển lên sân khấu tình yêu được diện kiến toàn thể quý vị. Xin là trân trọng kính mời. Những nụ cười hạnh phúc, những nụ cười bên bạn đang ở trên môi của các bậc làm cha làm mẹ. Sinh con ra, nuôi con lớn trưởng thành, mong muốn con cái xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Đó là điều mong mỏi của tất cả các bậc làm cha làm mẹ. Và đối với đại diện hạnh phúc của chúng tôi, điều mong mỏi ấy đã chính thức trở thành hiện thực rồi. Xin chào toàn thể quý vị, hãy cùng nhau một lần nữa nổ vang những tràng pháo với thật lớn để cùng chào đón hai bên gia đình thông gia ngày hôm nay ạ. Vỗ tay thật lớn để chúc mừng nhé. Xin mời các bạn đại diện gia đình nhà gái sẽ đến bên cạnh cô dâu người con yêu quý của mình. Các bạn đại diện gia đình nhà trai sẽ đến bên cạnh chủ rể người con yêu quý của mình. Và kính thưa toàn thể quý vị, và nhân vậy giờ phút này được hiện diện trên sân khấu đến đài tình yêu lúc này đây, đó chính là đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, nhà gái thì hân hoan mừng rể thảo, nhà trai thì hớn hở đón giao hiền, hai bên cha mẹ xuân vầy, anh đi làm gì em về làm dâu, hai ta sẽ lắp nhịp cầu tương lai. Hôm nay thì sum họp chúc mai, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Và trong những giờ phút trang trọng thật sự có ý nghĩa này, xin là trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng hãy nhìn của mình về với sân khấu tình yêu. Cùng nhau dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật là nhiệt để cùng chào đón sự hiện diện của hai bên gia đình, cùng nhau chào đón sự hiện diện của cô dâu và chú rể và toàn thể gia đình chúng tôi. Xin được phép cúi đầu thật sâu để được diện kiến toàn thể quý vị. Vâng, xin mời ạ, một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng ạ. Xin cảm ơn khách quý rất nhiều và kính thưa toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, khách quý thân mến, phải nói rằng một chút nắng, một chút gió và một chút hương vị của tình yêu và đã cùng theo chân toàn thể quý vị trở về với khán phòng tình yêu của gia đình nhà gái chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, mỗi con người chúng ta sinh ra và lớn lên, ai cũng có khao khát yêu và được yêu. Bởi chính lẽ đó mà tạo hóa đã ban tặng cho các con người chúng ta một nửa yêu thương của riêng mình. Tình yêu đó là một phép nhiệm màu, là món quà vô giá và thượng đế đã ban tặng cho các con người chúng ta. Và trải qua những năm tháng tìm hiểu thật kỹ càng của hai bạn trẻ, theo quy luật tất yếu của tự nhiên, trai lớn sừng vợ, gái lớn gả chồng, là sự nhất trí của hai bên gia đình, là sự nhất trí của chính quyền địa phương. Thì ngày hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm 2024, tức ngày 20 tháng 10 năm Giáp Thìn, là một ngày lành tháng tốt, được hai bên gia đình chúng tôi long trọng tổ chức lễ phục quy cho hai con trẻ Ánh Tuyết và Mạnh Đoàn tại bản Quỳnh Cầu, xã Mường Bằng thân thương của chúng ta. Và trước những giờ phút trang trọng thật sự có ý nghĩa này, có mặt đông đủ của toàn thể quý vị, chúng tôi xin phép được trịnh trọng tuyên bố lễ phục quy của đôi bạn trẻ Ánh Tuyết, Mạnh Đoàn. Mạnh Đoàn, Ánh Tuyết xin phép được chính thức bắt đầu. Hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng nào quý vị ơi. Những tràng vỗ tay thật lớn của quý vị để chúc mừng nhờ đại gia đình hạnh phúc của ta cũng hãy nở lên nụ cười xinh tươi nhất và những tràng vỗ tay thật đều của quý vị ạ. Vâng, xin cảm ơn tràng pháo vỗ tay thật lớn của quý vị rất nhiều.
Và kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến của đón xem là lấy vợ lấy chồng. Lấy chồng thì không chỉ riêng chồng, còn cha còn mẹ còn ông còn bà, họ hàng nơi ngoại gần xa còn đây còn chỉ trong nhà với nhau. Cây có gốc mới nở cành xanh lá, nước con nguồn mới biển cả sông sâu. Đôi bạn trẻ hôm nay từ đâu mà có, đó chắc là nhờ công ơn sinh thành danh dự của các bậc làm cha làm mẹ. Vâng, để thể hiện tình cảm lòng chút ơn của hai bên gia đình đối với toàn thể quý vị quan khách đã cùng trở về đây chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong cuộc trường ngày hôm nay, thì ngay giờ phút này bác đại diện họ nhà gái ngày hôm nay cũng xin nói có đôi lời phát biểu cảm ơn đến toàn thể quý vị. Tuy nhiên thì cảm xúc thì có rất là nhiều nhưng cũng khó có thể nói đến hết được bằng lời. Về sự đề nghị của gia đình nhà gái thì ngay giờ phút này tôi cũng xin phép được thay lời cho hai bên gia đình, thay lời cho cô dâu và chú rể sẽ được có đôi lời phát biểu cảm ơn đến toàn thể quý vị bằng một vài câu bằng tiếng Thái nhé các vị nhá. Người Thái con xin phép được phát biểu bằng tiếng Thái ạ. À xin chào các bạn, xin mời xem em, à xin phóng xem em bị làm cho phủ lại cô đây. Nhân hồn nhân sướng cái đẹp của mẹ ấy nọ, ở xem vẫn phủ bón ra hao có quả xỉn ngọ ở mi đồ biển phủ chay, có phủ biển cầy hấp mà đi. Bỏ lại tại em na heo có quả xỉn ngọ ở mi đồ biển phủ nhinh, có phủ biển bờ hấp mà đi. Xin sẵn đủ có cả cho nhớ lòng cục lại à, nhớ lòng là già nai đô bà, mà lòng na gửi ý lại hơn. Nhớ lòng trương em sửa lại hỏng cơ ba mới, các hạt chân đi, các hạt xếp phép tuổi tùy pha mà nhớ chẳng sao. Trái dược biển sào trắng dao biển báo, trắng sáo qua lại bản tản chu ấn lại mương. Hai bài hết sưởng kiểu con lờ khẩu mốc, sầu lúc có trắng bùn mày phải bò, trắng lại bằng bèn kén quan cằn. Trên trái này biển chu phá sửa lưng phân, trái này biển chu phá khẩn lưng lửa, lại có tản biển chu lừa lả hốc gất biển đồi. Các này quan chu lừa lả hốc trắng cưng sú ảo, được quan báo quan sào trắng cưng sú êm hà ải. Bò mè và cái này nghiêm buồn sồng trừ, sầu lúc có trái ảo cằn phải sú chính quyền quồng phồng, sầu chỉ đăng ký kết hôn. Ủy ban dân mương chẳng nhằm giấu môn lành công nhân, cô nhân ở biển qua ổn phành biển biết bay ổn tràn thảo cơ ba mới. Cái mỏ chân đi mà đi sòng phái phú gia tả nay, ở trắng hà lại mưa lì bên trần mưa sàn bên chép bị chân bẩn mà tổ chức bằng cái bà lão ở sông lô mà đi. Trắng cả mới hoa đại lại em lại po lại mê ở phật cả hạ cửa phái nhân thấy đắp nợ xử lý họ cho phúc cho bổn đồ đàn đồ tạo đàn hát mà đi hạ chân đi xuống khỏi cò sòng lô mõ nà khải tạp bà mẹ cho phủ lại côn tôi con là hưởng xưa ta nào sòng chưa ăn tặng nào phủ biết nói mà đi cho biết con ta giả ơn sòng chút sức khỏe ở đại lại em lại po lại mê phía đồng và cơ bọc và hào căn hăn xiềng sơ thầu kế mặn dân phải xem máy nhét chuông xài lốm nhét phòng phủ phải cả hơi để tấm mặn phòng phủ tất đồng cho nam mi bà tổ màu phủ bố bắt phủ có hào mất nói tờ khoản bùng phủ bố bắt phủ có hào mất nói tờ cầm phần phủ bố mất hào có hào mất nói có hàm phủ mất hàm phải hết cả phường nếu bà mẹ đã phải in sổ số mà chúng vé hà tỷ ở đó sẽ mà chế nào hàn mấy đàn vâng xin cảm ơn toàn thể quý vị khách quý rất nhiều và cùng nhau trở lại với câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ và nói rằng tình yêu của hai em thật là đẹp và đã chẳng qua biết bao nhiêu năm đời tháng chờ niềm vui hạnh phúc bây giờ ở đây anh em nội ngoại đông tây cùng bao bè bạn về đây để chúc mừng và ngay giờ phút này sẽ trân trọng kính mời toàn thể hôn trường chúng ta sẽ được hướng ánh nhìn của mình về với sân khấu tình yêu để chúng ta cùng nhau được chứng kiến những giây phút trao gửi yêu thương những cung bậc tình yêu hai bạn trẻ sẽ cùng trao cho nhau. Kính thưa toàn thể quý vị trong ngày vui hạnh phúc trở lại của đôi bạn trẻ ngày hôm nay thì các bậc làm cha làm mẹ cũng sẽ có những món quà giá trị ý nghĩa nhất dành tặng cho hai con trong ngày hạnh phúc trọng đại này trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Với một món quà đầu tiên chúng ta sẽ được trân trọng kính mời vinh danh món quà đến từ những người thân sinh ra cô dâu yêu quý của chúng ta. Xin chào trân trọng kính mời mẹ ơi hãy nở lên nụ cười hạnh phúc nhất để cùng người thân bước lên gửi trao món quà tuyệt vời nhất của mình dành tặng cho hai con yêu trong ngày vui hạnh phúc trọng đại này trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Xin chào trân trọng kính mời mẹ. Cũng xin được trân trọng kính mời bố có sẽ có một món quà giá trị tuyệt vời nhất dành tặng cho chàng sĩ yêu quý của mình ngày hôm nay. Trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị đúng không ạ? Xin chào trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, nhà Phật cũng có câu nói rằng nước biển mênh mông thì không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng thì không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con con lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở gầy con. Và đúng là quà này thì mẹ để trong nhà để khi con cưới làm quà tặng con. Món quà nhỏ tấm lòng son mẹ tặng là để hai đứa nuôi con sau này nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy con lớn thành tài bố mẹ vui. Cũng xin trân trọng kính mời bố dành những món quà giá trị nhất dành tặng cho chàng rể yêu quý của mình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời bố ạ. Thưa quý vị đã được chứng kiến những khoảnh khắc yêu thương, những tình cảm thân thương đã được gửi trao. Và chúng tôi thì có mong muốn hơn xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị dành những tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng gia đình hạnh phúc ngày hôm nay ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp theo chúng tôi sẽ là trân trọng kính mời bước lên sân khấu món quà đến từ gia đình bác Huyền Hạnh. Xin là trân trọng kính mời. Cũng xin trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình bác Linh Kim. Xin là trân trọng kính mời. Và còn toàn thể quý vị nào đang chuẩn bị những món quà tuyệt vời nhất của mình dành tặng cho cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ cùng nhau khẩn trương bước lên sân khấu để được gửi sao nha. Rất có thể thiếu sót được không vào trong danh sách tặng quà ngày hôm nay. Rất là trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng chứng kiến món quà của gia đình bác Huyền Hạnh, gia đình bác Linh Kim. Vâng, đó là đời hạnh phúc khi có em bên cạnh, chọn niềm vui khi còn mẹ còn cha.
rồi đây chung sống một nhà, cái tình trọn vẹn chan hòa yêu thương. Chúng con xin được cảm ơn rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị ơi, gia đình của chúng tôi thì tặng tiền, tặng bạc, tặng vàng. Còn quý vị ta tặng một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng đôi bạn trẻ ngày hôm nay ạ. Chúng ta thật lớn để chúc mừng nào quý vị ơi. Xin cảm ơn quý vị khách quý rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị, để cùng nhau trở lại với các chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ và nói rằng tình yêu của hai em thật là đẹp. Nếu thế giới không có tình yêu thì mặt trời sẽ tắt. Bởi lẽ tình yêu là chân lý, là lẽ sống của mọi thế hệ và mọi thời đại. Và tình yêu đôi bạn trẻ thì được ví như những dòng suối, được ví như những con thuyền tình để cho đôi bạn trẻ trèo lái về mái ấm gia đình của tình thương, về nơi lâu đài của tình ái. Và ngay giờ phút này xin trân trọng kính mời đôi bạn trẻ sẽ cùng để bó hoa tươi thắm xuống để hai em cùng nở lên nụ cười hạnh phúc nhất, cùng tiến chân đến đồng hành với nơi tháp diệu của tình yêu. Hai em sẽ cùng được tay chung tay rót tràn tháp diệu tình yêu và hạnh phúc của hai em, một nghi thức không thể thiếu được trong ngày cưới của người dân Việt Nam chúng ta. Xin trân trọng kính mời đôi bạn trẻ. Và xin mời chàng rể mạnh đoàn bằng sức mạnh tình yêu của mình và bàn tay khéo léo của mình hãy bật lên với chai champagne đầu tiên. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời chàng rể sẽ xé chiếc tem trên nắp chai champagne ra rồi lắc thật mạnh chai rượu tình yêu, rồi hãy để em ấy mở khóa nha. Cẩn thận nắp chai đó ạ. Lắc chiếc kìa. Vâng, rất tuyệt vời. Vâng, rất tuyệt vời. Và với tiếng nổ của chai champagne đã vang lên, báo hiệu cho một chiếc bén bay về đám tổ, báo hiệu cho tình yêu đôi bạn trẻ được chấp cánh những ước mơ. Xin mời hai em hãy cùng được tay chung tay rót tràn thắp đèn tình yêu và hạnh phúc của hai em. Xin mời toàn thể quý vị hướng nhìn của mình về với cô dâu và chú rể. Như vậy thắp đèn rượu đã được cô dâu và chú rể của chúng ta rót ra với những giọt rượu hồng đang tuôn chảy trong màn sương lung linh trắng bút và huyền ảo. Và một lần nữa xin được trân trọng với tất cả lớn của quý vị để chúc mừng đôi bạn trẻ ngày hôm nay quý vị ơi. Kính thưa toàn thể quý vị, màu rượu là màu hồng, màu máu của trái tim. Và màu hồng đó sẽ được chảy mãi cho cuộc sống ấm no hạnh phúc của hai em. Tình yêu đôi bạn trẻ được ví như những dòng suối thật ngọt ngào, cứ miệt mài chảy mãi rồi cuối cùng cũng vươn ra biển lớn, nơi con thuyền tình đang đắm đồng để cho đôi bạn trẻ trèo lái về mái ấm gia đình của tình thương, về nơi lâu đài của tình ái. Xin trân trọng kính mời chàng rể bật lên với chai champagne thứ hai. Xin trân trọng kính mời. Và với những chai champagne tượng trưng cho sự sinh sôi và nảy nở, chắc hẳn vào giờ này sang năm, đôi bạn trẻ của chúng ta họ sẽ được đón nhận với những cô công chúa, với những cậu hoàng tử hết sức tuyệt vời ra đời nha. Xin được chúc mừng hai em. Tiếp tục lắc thật mạnh theo diệu tình yêu, rồi tiếp tục thắp sáng theo diệu tình yêu và hạnh phúc của hai em. Và sẽ được một phần nửa diệu còn lại, hai em sẽ được rót ra với những chiếc chén ở phía dưới để được kính dâng lên các bậc cha mẹ của mình. Xin trân trọng kính mời. Vâng, rất tuyệt vời ạ. Tiếp tục xót tràn tha đi rượu tình yêu và hạnh phúc của hai em. Xin trân trọng kính mời. Và kể từ giờ phút này, đôi bạn trẻ của chúng ta họ đã chính thức nên vợ thành chồng, sẽ cùng nắm chặt tay nhau để cùng nhau vượt qua những phong ba của cuộc sống. Xin mời hai em cùng rót ra những chai đập phía dưới ạ. Sẽ cùng nhau vượt qua những phong ba của cuộc sống, những bão giông của cuộc đời. Hạnh phúc sẽ là vĩnh viễn, tình yêu sẽ là mãi mãi luôn bền chặt trên đôi bàn tay của đôi bạn trẻ. Và với đạo đức của người Việt Nam, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, để thể hiện lòng kính trọng biết ơn của hai con đối với các bậc cha mẹ của mình, thì ngay giờ phút này xin trân trọng kính mời cô dâu xin kính dâng hai ly rượu để kính bố mẹ chồng của mình. Xin mời chú rể kính dâng hai ly rượu để kính bố mẹ vợ của mình, để cho đẹp lòng đôi ta. Xin trân trọng kính mời. Và hai ly rượu còn lại thì xin mời hai em hãy cầm lấy và trở về vị trí của mình. Xin trân trọng kính mời. Các bạn trở về vị trí của mình ạ. Vâng, ngay giờ phút này xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình cùng nhau bước lên để cùng xung vầy chén lại với cô dâu và chú rể ạ. Trao cho nhau tình cảm chân thành nhất ạ. Hai bên gia đình cùng nhau bước lên xung vầy chén lại với cô dâu và chú rể ạ. Hai cùng cốc ly ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta cùng nhau được trở về đây là cùng nhau để được vui mừng chúc hạnh phúc cho năm cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Chính vì vậy chúng ta sẽ cùng nhau được uống chung một chén rượu mừng chúc hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay nhé, các vị nhá. Hãy cùng nhau chuẩn bị cho mình một chén rượu thật đầy thật tràn của mình ạ, để chúng ta cùng nhau được nâng thật cao chén rượu của mình lên, rồi một tiếng thật to để cùng chúc hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy vui mừng chúc hạnh phúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay nào. Rót thật đầy thật tràn chén rượu của mình ạ. Hãy nâng thật cao chén rượu của mình lên nào quý vị ơi. Xin mời đại gia đình quốc của ta cùng nâng thật cao để mời toàn thể quý vị ạ. Xin mời toàn thể quý vị nâng thật cao chén rượu của mình ạ. Cao lên một chút nữa được không ạ? Đồng loạt dâng thật cao. Vâng, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Quý vị ơi, cả nhà mình ơi, hơi bé. Quý vị ơi, cả nhà mình ơi, 2, 3, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc. Xin mời toàn thể
chúc mừng trao cho nhau một cái bắt tay tình cảm và nắm thiết nhất nhà để được về thể hiện tình đã tham gia. Xin mời là đại gia đình hạnh phúc ta cùng trao cho nhau những cái bắt tay tình cảm và nắm thiết nhất để đón thiết đặc kể từ ngày hôm nay. Hai bên gia đình tham gia của chúng ta đã là một nhà. Xin chúc hai bên gia đình tham gia kể từ nay về sau đã có sắp nhận và giải thảo. Xin chúc hai bên gia đình tham gia kể từ nay về sau ngày càng gắn bó và mật thiết hơn. Xin chúc cho cô dâu và chú rể sẽ có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương hạnh phúc, trăm năm tình bên bạn và đồng nghĩa phu thê. Lễ ra mắt của hai em sẽ phép được khép lại tại đây. Giờ phút này xin mời đôi vợ chồng trẻ cùng hai bên gia đình sẽ cùng về với vòng tay yêu thương của toàn thể chú bé. Hãy thiết chất đến từ bản tiền diệu được cảm ơn đón chân thiên thần thành chú bé trở về đây với đại gia đình thân thương chúng ta ngày hôm nay. Xin chào trân trọng kính mời.